Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Trong chương trình Xoáy Tim ngày hôm nay, chúng tôi nói về những cái vấn đề liên quan đến nạn dịch bây giờ không còn nằm trong biên giới của Trung Quốc nữa, mà nó lan tràn ra khắp nơi trên thế giới với những cái ổ dịch là những quốc gia mà làm nghe khi nghe đến chúng ta thấy rằng là bệnh dịch này có mặt phải nói là trên toàn cầu. Nhưng mà cái sự bùng nổ ở một các quốc gia đó nó nói lên một cái vấn đề gì trong các mối quan hệ giữa các quốc gia hiện nay? Về mặt kinh tế, thưa quý khán thính giả, chúng ta thấy các thế giới này hiện tại bây giờ đan chặt lại với nhau, và những cái sự thành công về các mặt khoa học kỹ thuật của thế kỷ 21 làm cho chúng ta thấy rằng là con người chúng ta rất là vững chắc với những cái hệ thống mà chúng ta dựng nên. Nhưng với khi căn bệnh coronavirus ra đang lan truyền với một cái mức độ mà chúng ta nghĩ rằng chưa có cái gì chặn đứng được nó, thì nó bộc lộ rất nhiều khuyết điểm trong hệ thống mà nhân loại đang sống hiện nay. Thì đó là chủ đề mà ngày hôm nay anh em chúng tôi sẽ trình bày. Và xin chào anh Đỗ Dũng. Chào Mai Phi Long, kính chào khán giả SBTN. Cái bệnh dịch này thì thưa quý vị, chúng tôi nói rất nhiều trong có thể nói là gần một tháng trời qua trên chương trình SBTN Morning cũng như Xoáy Tin. Chắc quý vị cũng đã nắm khá nhiều thông tin về cái bệnh này, xuất phát từ đâu, nó lan truyền như thế nào, cách chữa như thế nào, vân 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 vân. Thì bây giờ người ta lo sợ, tại sao người ta lo sợ là nó bùng phát toàn cầu? Nó có những lý do là bởi vì cái cách ngăn chặn của nó có vấn đề, có vấn đề. Thì vấn đề là gì? Nó không có được gọi là liên tục, nó không có được gọi là liên lạc. Bởi vì sao? Con người chúng ta là vấn đề. Cho tới khi chúng ta tắt thở thì chúng ta hết vấn đề. Chưa kể có những người tắt thở rồi vẫn còn vấn đề, mà còn thở là còn vấn đề. Vì sao? Các quốc gia tiếng nói khác nhau đã làm vấn đề rồi. Này trở lại cái chuyện tân nước cụ ước đúng không? Tháp Noel, tháp Ba Bèn, tháp Ba Bèn. Ngôn ngữ ta khác nhau, thể chế chính trị khác nhau, suy nghĩ khác nhau, văn hóa khác nhau, đủ thứ khác nhau trên thế giới này. Nguồn gốc của chiến tranh là từ đó. Thì bây giờ nguồn gốc của lây lan bệnh dịch, bệnh tật và nguồn gốc của vấn đề ngăn chặn bệnh tật nó cũng xuất phát từ đây. Khác nhau thì cách làm nó khác nhau à. Và từ đó dẫn đến cái vấn đề gì? Phối hợp với nhau cực kỳ khó. Cái anh, cái tổ chức mà đứng đầu trên thế giới hiện nay mà lo vấn đề này là Tổ chức Y tế Thế giới của Liên Hiệp Quốc, viết tắt là WHO. Mà tổ chức này thì thưa quý vị, về danh nghĩa nó làm công việc là ngăn chặn các dịch bệnh toàn cầu. Nói đúng là nó là một CDC quốc tế. Mỗi quốc gia đều có CDC, là Trung tâm Phòng ngừa Bệnh tật. Trong ngày qua quý vị nghe rồi, CDC nói chơi chơi, nói trống không là ta biết là của Mỹ. Rồi của Nam Hàn nó gọi là South Korea CDC, Chinese CDC, Việt Nam CDC, vân 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 vân. Có thể là World CDC. World CDC này có quyền thực không? Lại cũng không có thực quyền, nó khổ ở chỗ đó. Và chưa bao giờ cái World CDC này, CDC của thế giới này phải đối diện với một cái dịch bệnh này mà lớn tầm cỡ quốc tế như thế, kể từ cái thời gì? Cúm Tây Ban Nha. Cúm Tây Ban Nha, hồi đệ nhất thế chiến. Hồi đệ nhất thế chiến, hồi đó thì Liên Hợp Quốc chưa ra đời. Không xa xưa. Xa không do mình, vấn đề là chưa hiện hữu, Liên Hợp Quốc chưa hiện hữu, phải không? Bây giờ hiện hữu và có Tổ chức Y tế Thế giới, họ làm được gì không? Họ bị giới hạn rất là nhiều. Đó là cái mà chúng tôi muốn nói với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Tức là ngoài những chuyện là phương tiện, giàu có các quốc gia khác nhau, cách chữa bệnh khác nhau, nó còn có cái vai trò của WHO và vai trò các quốc gia sở tại. Đúng là nước nào cũng dễ dàng đâu. Bây giờ ví dụ như tất cả mọi thể chế đều giống nhau hết thì ok. CDC thế giới muốn vô đâu cũng vô, tôi cho vô hết để tìm ra nguồn gốc để mà ngăn chặn. Trong Trung Quốc là cái chế độ nó khép kín, phải không? Bắt đầu với ông CDC thế giới đến còn không cho vào, nó mãi sau mới cho vào.
Tem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.